bộ công an vừa phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh cổng thông tin điện tử bộ công an theo đó những ngày vừa qua xuất hiện nhiều trang thông tin mạo danh cổng thông tin điện tử bộ công an để cung cấp thông tin trong đó đăng tải nhiều video bài viết có nội dung cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời lồng ghép quảng cáo về các dịch vụ như tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ lấy lại tiền bị treo thu hồi tiền lừa đảo với cam kết chỉ thu tiền sau khi người dân đã lấy lại tiền lừa đảo đây là một trong những hành vi giả mạo nhằm tiếp cận nhiều người dân để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với họ Hiện Bộ Công an Việt Nam chỉ cung cấp thông tin chính thức trên môi trường mạng qua hai kênh: cổng thông tin điện tử Bộ Công an https 2 gạch chéo gạch chéo mps gov vn và https 2 gạch chéo gạch chéo bộ công an gov vn trang thông tin bộ công an trên nền tảng facebook https 2 gạch chéo gạch chéo www facebook com gạch chéo mps gov